cũng như là cái sự tử tế đằng sau mỗi cây nhang. Hóa ra là hàng nhái. Hào hứng. Thì đây là một cái ký ức mà chị nghĩ là rất là khó quên. Gửi cái mùi hương nhang ở đây thì mình bị ghiền. Thì thật ra thì trước khi chị biết đến nhang Lộc Thành cũng như là tìm hiểu về cái ngành làm nhang này á, thì chị không có nghĩ công việc làm nhang nó lại khá là thú vị như vậy. Bởi vì là không chỉ đơn giản là chị làm ra một cây nhang để cho người tiêu dùng để là thờ cúng nữa, mà đằng sau cây nhang nó có rất là nhiều cái câu chuyện và giá trị đằng sau cây nhang, từ cái việc là chất lượng sản phẩm cho tới là cái mùi hương của ký ức. Và cũng như là cái sự tử tế đằng sau mỗi cây nhang. Thì chị rất là vui là có cơ hội được tìm hiểu về cái câu chuyện của nhang Lộc Thành. Vô đây rồi thì mình mới biết là sản phẩm nhà mình mua thì hóa ra là hàng nhái. Trời ơi, bà tóc thề. Nên là cũng hơi bất ngờ xíu. Thì chắc mình về nhà mình sẽ cập nhật kiến thức cho mẹ để tránh mua hàng nhái. Mình thấy cảm thấy hào hứng rồi, kiểu như biết được quá trình làm nhang như thế nào. Thật ra thì còn nhỏ thì chị rất là ấn tượng với cái mùi nhang mà bây giờ mà nhang Lộc Thành đang làm á, là bởi vì ngày xưa khi còn nhỏ thì cái ký ức là cứ mỗi lần tới Tết hay giỗ là mẹ chị sẽ đốt nhang để cúng tổ tiên, kêu ông bà về với gia đình. Thì đây là một cái ký ức mà chị nghĩ là rất là khó quên. Nhưng mà do bây giờ là cuộc sống khá là bận rộn, bây giờ chị không có nhu cầu để mà thờ cúng tổ tiên như cha mẹ chị ngày xưa, nên thành ra đôi khi mình quên đi cái điều đó. Nhưng mà từ khi biết đến nhang Lộc Thành và bắt đầu nghe lại cái mùi hương này thì chị thấy là cái ký ức nó quay về thật. Tức là mỗi lần chị nghe cái mùi nhang là chị sẽ cảm thấy là như là Tết hay là gia đình mình chuẩn bị sum vầy rồi. Theo cá nhân mình nghĩ thì khi mà mình ngửi cái mùi hương nhang ở đây thì mình bị ghiền. Xong rồi cái cảm giác ngửi vô thì nó thấy nó yên bình, nó tĩnh tâm sao. Nên là cảm giác thì khi mà mình đốt nhang lên thì nó có cái gì đó nó gọi là gần gũi với mình. Cũng không hẳn, tại vì nhà mình ngày nào cũng đốt nhang á, nên mình cũng ngửi ngoài nhưng mình cũng không có nhớ nhiều lắm.